Chào quý khán giả đang theo dõi chương trình IT Today số 4 phát sóng hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Cà Mau phối hợp thực hiện. Thưa quý khán giả, con cua là đặc sản nước tiếng của Cà Mau. Cua Cà Mau hiện không chỉ đi xa mà còn đi nhanh, đạt phẩm chất như tại điểm xuất phát khi đến tay người tiêu dùng ở khắp các tỉnh thành bằng dịch vụ chuyển phát hàng lạnh Viettelbot. Đây sẽ là nội dung chính của chương trình IT Today hôm nay. Trước tiên là một số thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 3 tới, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử, hộ chiếu điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh, nhập cảnh. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi hộ chiếu mới, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc không gắn chip điện tử. Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu. Việc phát hành hộ chiếu điện tử không những tạo điều kiện cho người dân trong hoạt động xuất nhập cảnh, mà còn phù hợp với chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế của hộ chiếu Việt Nam, thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan trong ngành hàng không về nội dung triển khai mở rộng phạm vi thí điểm áp dụng công nghệ xác thực. Xin trắc học nhận diện khuôn mặt, vân tay với khách đi máy bay nội địa nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra, tránh ùn tắc sân bay. Theo đó, việc thí điểm áp dụng công nghệ xác thực sinh trắc học với khách đi máy bay nội địa sẽ mở rộng tới toàn bộ quá trình làm thủ tục ở sân bay tới khi lên máy bay, nhằm bảo đảm đồng bộ. Ngoài thí điểm xác thực sinh trắc học ở khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu như kế hoạch trước đó của Cục Hàng không, sẽ mở rộng thêm ở khu vực làm thủ tục đi chuyến bay nội địa, khu vực gửi hành lý, hàng hóa ở ngoài check-in, điểm kiểm tra an ninh và cửa lên máy bay. Thưa quý vị, theo báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2022, 48,8% doanh nghiệp trong nước từng sử dụng một số giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, nhưng hiện tại không còn sử dụng. Cụ thể, báo cáo trên được xây dựng dựa theo khảo sát về nhu cầu, thực trạng triển khai các hoạt động chuyển đổi số của 1.000 doanh nghiệp trên cả nước thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Theo đó, 48,8% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã từng sử dụng một số giải pháp chuyển đổi số để sản xuất kinh doanh, nhưng hiện tại đã dừng do các giải pháp này chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại của doanh nghiệp. Hiện chỉ có 2,2% doanh nghiệp làm chủ công nghệ, 6,2% doanh nghiệp đã hoàn thành xác định mục tiêu chuyển đổi số, và chỉ có 7,6% doanh nghiệp đã từng bước xây dựng kế hoạch để chuyển đổi số. Kinh tế số hiện đang có tiềm năng phát triển rất lớn, tuy nhiên phát thải carbon từ hoạt động thương mại điện tử là khá lớn. Điều này đặt ra thách thức mới cho phát triển kinh tế số trong bối cảnh vấn đề phát triển bền vững đang rất được quan tâm, là nhận định được đưa ra tại hội thảo Kinh tế số và phát triển bền vững, cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới vừa được tổ chức tại Hà Nội. Theo báo cáo Economici năm 2022 của Google, Temasek và Bain & Company, quy mô kinh tế số Việt Nam có thể đạt 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. Trong đó, thương mại điện tử sẽ là lĩnh vực đóng góp quan trọng nhất. Cũng theo báo cáo này, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam tăng trưởng 28%, đạt 23 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Tuy nhiên, theo tính toán, phát thải carbon của hoạt động thương mại điện tử thậm chí còn lớn hơn so với phát thải carbon của ngành hàng không. Điều này đặt ra thách thức mới cho phát triển kinh tế số trong mối quan hệ với phát triển bền vững. Từ phía doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng tôi đã có những số sáng kiến. Lúc nãy có chia sẻ là đưa vào các cái xe điện để giao nhận, rồi đưa ra các cái hướng dẫn về mặt đóng gói, quy cách đóng gói, sử dụng cái bao bì thế nào cho nó thân thiện với môi trường và giảm thiểu rác thải. Một cái thành phần thứ hai trong cái câu chuyện này là người dùng, tức là người tiêu dùng. Mình nghĩ là để có một cái sự phát triển bền vững ấy, thì toàn bộ cái nhận thức cũng giống như hành vi của người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử để thay đổi, bắt đầu từ những cái hành vi và những cái lựa chọn nhỏ nhất. Phải thay đổi hành vi thì phải cũng là từ hai phía, là từ cả người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp thương mại điện tử, cái doanh nghiệp đang kinh doanh những nền tảng thương mại điện tử, trong cái việc định hướng và đưa ra những cái bộ quy tắc, những cái hướng dẫn đối với doanh nghiệp tham gia
bán hàng trên những cái nền tảng của mình, trong cái việc làm sao có được những cái quy trình đóng gói đáp ứng được những cái yêu cầu về chất lượng đơn hàng, thế nhưng mà nó cũng phải tính đến những cái yếu tố về môi trường. Theo các chuyên gia, nếu được tối ưu quá, lượng khí thải từ hoạt động thương mại điện tử sẽ giảm đáng kể từ 30 đến 40% so với hoạt động thương mại thông thường, từ đó đóng góp cho phát triển bền vững chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, để thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững, Việt Nam cần vượt qua các rào cản như hạ tầng chưa đồng bộ, năng lực kết nối thấp, hoàn thiện thể chế, thiếu nhân lực và quy định về bảo vệ người tiêu dùng, năng lực đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân còn hạn chế. Thưa quý vị, con cua là đặc sản nước tiếng của Cà Mau. Để cua Cà Mau có thể đi xa hơn, nhanh hơn và đạt phẩm chất như tại điểm xuất phát khi đến tay người tiêu dùng ở khắp các tỉnh thành là một bài toán khó. Với dịch vụ chuyển phát hàng lạnh của Viettelbot, bài toán khó đã tìm thấy đáp án. Hiện tại, không chỉ riêng con cua mà nhiều mặt hàng thủy sản đông lạnh khác đã được dành riêng vé VIP. Tìm được nguồn cua ngon, đúng chất cua năm căn. Tuy nhiên, lựa chọn một đơn vị vận chuyển là điều không dễ dàng đối với ông Mai Tấn Bửu. Không ít lần, những đơn hàng gặp rủi ro, cua đến chậm, thậm chí bị hư hỏng. Những rủi ro này đã được giải quyết khi thời gian gần đây, những chuyến cua đến Hà Nội và các tỉnh phía Bắc được ông Bửu gửi chuyển phát nhanh qua dịch vụ của Viettel thông qua ứng dụng Viettelbot. Thì gỡ tải của nó cũng hơi trễ hơn Viettel một chút, cái quan khi hơi mạnh. Khi bể thùng thì theo thì gỡ mau, cua nít hao, không có khỏe cua nữa. Nó không có bể thùng bất tử. Tại gỡ Hà Nội thì khi bữa gỡ 2 thùng, 3 thùng, khi thùng ta đặt thì mình gỡ ngoài thôi. Thấy nó dễ, nó im. Tức là mong muốn của mình là vẫn giữ được cái đặc sản của cua và hàng thủy sản của mình. Khách hàng ở dù như ở các tỉnh Ninh Bình hay là các tỉnh miền Bắc, Bắc Giang, Bắc Ninh, ăn được con cua và con tôm mình nó giống như chất lượng của tại Cà Mau. Nói có sách, mách có chứng. Một thùng cua của ông Bửu lên đơn vào 16 giờ để vận chuyển ra Hà Nội. Nhân viên Viettelbot đến tận nơi nhận, thùng được dán các nhãn hàng hóa về điểm tập kết lên xe tải. 20 giờ xe đông lạnh chạy thẳng từ thành phố Cà Mau lên sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ hôm sau, thùng cua đã có mặt ở thủ đô và được chuyển đến tay khách hàng kịp giờ cơm trưa. Cứ ngỡ phải bao hôm mới nhận được. Ấy vậy mà, vừa đặt từ hôm trước đến ngay hôm sau đã có shipper liên hệ để giao cho mình. Mình đã nhận cua từ Cà Mau trên tay rồi đây mọi người ơi. Biết các bác Viettel giao nhanh thế này thì trưa nay mình đã không ăn no nê. Từng con cua đầy ú hụ gạch và thịt trên tay còn nguyên hương vị đất mũi. Các bạn muốn mua cua Cà Mau lấy tận vựa, với giá lẻ rẻ như giá buôn, được đi máy bay ship tận tay còn sống khỏe. Giá ship thì chỉ bằng một ly trà sữa, thì chỉ cần tải app của Viettel Code là có ngay nhé. Xưởng công ty cổ phần tập đoàn HDC, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước hoạt động khoảng 2 năm. Trước đó, các mặt hàng như cua, tôm của xưởng đều tự gửi xe tải, tự liên hệ dịch vụ hàng không để vận chuyển. Hiện nay, dịch vụ chuyển phát hàng lạnh của Viettelbot được đơn vị lựa chọn. Đảm bảo là cái hàng mình đi nhanh, nên bên đây công ty bên đây là chọn bên Viettel. Đi cho nhanh, gọn để cho nó kịp giờ cái hàng tới cái người tới sản phẩm tới người ta tiêu dùng. Giá thì nó cũng hợp lý để mình đi. Với cái hình thức vận chuyển này thì khách hàng kể cả người bán và người mua đều an tâm. Thứ nhất là đây là một cái dịch vụ vận chuyển chọn toàn trình. Tức là khách hàng không cần phải qua một cái giai đoạn nào hết. Khi người gửi, người bán là có đơn hàng thì Viettel Bot sẽ nhận hàng tại dựa hoặc là chỗ mua, chỗ thu mua và vận chuyển toàn trình đến tay người tiêu dùng. Trước đây thì nó sẽ có những cái mặt lợi hơn là các dịch vụ vận chuyển trước đây, đó là vận chuyển qua nhiều cái giai đoạn làm cho chất lượng của cua hoặc là về thất thoát về cua nó sẽ cao. Bắt đầu vận hành từ tháng 9 năm 2022, vé VIP của Viettelbot cho cua và các mặt hàng thủy sản đông lạnh được ưu tiên đường luồng chạy thẳng, chuyên biệt, với giá từ 25.000 đồng đến 26.000 đồng một ký hàng hóa. Cua, hàng đông lạnh được đón bằng một chuyến xe riêng vào 17 giờ tuyến liên huyện Ngọc Hiển, Nam Căn, Cái Nước. Riêng các huyện khác, các chuyến xe từ các chi nhánh Viettelbot huyện về thành phố Cà Mau.
Khoảng 20 giờ 30 phút, các mặt hàng sẽ xuất phát lên sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe đông lạnh. 6 giờ sáng, cua bay ra Hà Nội, khoảng 10 giờ sẽ đến tay khách ở thủ đô Hà Nội. Đối với các tỉnh thành lân cận cũng sẽ được giao ngay sau đó. Ngoài Hà Nội, hiện Viettel Post còn chuyến hàng đông lạnh đi thẳng ra Đà Nẵng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho IT Today kỳ này đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian cho chúng tôi. Xin hẹn gặp lại ở chuyên đề này ở số tiếp theo.